Chào các bác, em lên một quần mời số 5 nha các bác. Bác thấy em mặc vừa không? Vừa size của em luôn nè, size small regular, còn rất là mới nha các bác. Các bác thấy ok không? Cái này em mang thì nó mặc như vậy thì nó cũng không lên form. Đó, các bác phải mang giày đồ, phối đồ đồ lên thì mới thấy nó đẹp được. Còn cái này em chỉ mang vào cho các bác hình dung đây ha. Quần còn mới lắm nha các bác. Rồi ok nha các bác. Rồi bác, các bác đợi em tí nha. Rồi em giới thiệu nha các bác. Quần M65 khóa đồng nha các bác. Quần M65 size small regular. Các bác thấy không? Còn khá là mới nha. Small regular. Chuẩn cấp phát cho lính Mỹ năm 72 nha các bác. Đời 72 nha. Tem còn rõ, chữ còn rõ nha. Quần còn mới lắm. Đây trong lưng nó có hơi vết. Ôi ố ố cái lưng này thật, nó dơ đấy. Các bác chịu khó về giặt giùm em nha. Tại quần nó còn mới quá cho nên em cũng chưa có giặt. Cái này vết dơ thôi. Còn ở ngoài thì cũng còn sạch sẽ nghe, không dơ. Nó các bác chỉ về giặt sơ cái là mặc thôi, không dính bẩn gì hết nha các bác. Thì lâu ngày thì có thể nó có bụi bặm rồi thôi, chứ còn quần vẫn còn sạch sẽ, không dính bẩn nha. Còn cái lưng thì nó mang thì hơi ố vàng nhẹ thôi, các bác giặt ra cái này thì ra đó, còn lại là không lỗi lầm gì hết nha các bác. Rồi túi. Rồi. Đó là phụ kiện đầy đủ. Lai dây rút đầy đủ nha các bác. Màu còn mới lắm. Không lỗi lầm, rất lũng. Rồi, đây. Túi, rồi dây túi còn không. Dây cột bình tông còn nha các bác. Các bác thì muốn bỏ đồ, bỏ bình tông hay cái gì đó trong túi thì khi mình đi nó lúc lắc á, nó lúc lắc cái quần á, thì mình luồn vô cái dây này và cột vào cái đùi nha. Hai bên dây phụ kiện còn đầy đủ nha các bác. Rồi và khóa kéo hiệu Rabbit nha các bác. Khóa đồng hiệu Rabbit đời 72 nha. Đời 72 khóa đồng USA, chuẩn cấp phát cho lính Mỹ năm 72. Rồi đai nút trong còn, túi trong còn luôn nha, nút đồ đầy đủ. Quần còn rất là mới nha các bác. Đó. Các bác nhìn cái màu rất là sậm mới. Các bác chỉ việc giặt sơ một cái là mặc thôi, không lỗi lầm, rất lũng nha. Rồi em báo sơ cái này bị dính dơ đây tí, các bác đợi em tí. Đây dính dơ đây tí, cái này thì dơ nhẹ thôi, cái này em nghĩ là chắc giặt ra ha. Nói chung là mờ đó nghe các bác. Đó em báo, và cái đây nó bị xước sợi vải một tí thôi, xước cái sợi vải. Để em lấy cái kéo. Nó bị giống như bị xước cái sợi sơ lên thôi. Đây em cắt luôn. Rồi. Đây. Không rách gì đâu nghe các bác, nó bị xước một cái sợi chỉ lên thôi. Rồi, đây em đã cắt rồi nha, không ảnh hưởng gì đâu ha. Và cái này là dơ đây, em nghĩ là ra. Cái này nó cứng cứng nè, em nghĩ là nó không phải là sơn và cũng không phải là nhớt, chỉ sợ nhất là nhớt thôi, nhưng mà không phải đâu nha.
Cái này thì nó mờ, rất là mờ, nhưng mà em nghĩ là giặt ra ha. Rồi còn lại là còn không thì ngày các bác nào lấy thì em sẽ xử lý luôn cho các bác ha. Và em nghĩ là ra với lại rất là mờ, không ảnh hưởng nhiều đó, chỉ bị duy nhất vậy thôi. Còn lại còn quốc quần rất còn mới nha các bác, lai dây rút còn đầy đủ ha. Rồi bây giờ em sẽ đo nha các bác, em sẽ đo này là vừa size em luôn đó. Eo 80 83, kéo căng ra thì 85 83 85 nha, mà các bác tầm 78 80 mang vẫn được ha. Nói chung từ 75 cho tới 85 mang vẫn được đó. Này tăng đơ mình kéo mình tăng giảm được ha. Rồi, form ống suông nha, quần 65 thì ống thì suông mặt rộng rộng nó mới đẹp được. Dài 107, bụng 84 82 84, bộ dài 107 và ống 27 nha các bác. Mấy cái này thì phải đo luôn cho nó. Đùi 35, ống 27, bụng 82 84, dài 107. Rồi các bác thấy ok không? Đó, bác nào thấy vừa ưng ý thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145 965, và giá em có đang nghe tiêu đề nha các bác. Bác nào cảm thấy ưng ý thì gọi cho em ha, và cam kết chuẩn Mỹ nha các bác, cam kết chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 72. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh nha các bác, để không bỏ lỡ những video tiếp theo của em ha. Xin chào.